Chị ơi, em có 100k có đủ nuôi một bé hamster nào không chị? Em thích lắm mà còn học sinh không có nhiều, mong chị giúp. Ok, shop mình hôm nay vừa về một dòng hamster giá rẻ, giá chỉ từ 50k một bé, rất phù hợp với các bạn học sinh thích hamster và muốn tập nuôi hamster. Đây là nhân vật chính của chúng ta này các bạn. Bé hamster đen yếm trắng, đây là dòng hamster camel, rất hoạt bát và đánh lợi. Ở shop có rất nhiều bé, các bạn có thể tha hồ mà lựa chọn. Tiếp theo, shop sẽ giới thiệu cho các bạn combo vật dụng không thể thiếu khi nuôi một bé hamster. Đầu tiên là thức ăn, đây là gói thức ăn hỗn hợp ở shop. Gói thức ăn này các bạn có thể cho các bé sử dụng trong vòng khoảng 5 đến 7 ngày. Còn đây là các loại bình uống nước, đây là loại bình nước chân không size nhỏ dành cho 1 đến 2 bé hamster. Vật dụng cuối cùng trong combo 100k này là các bi lót chuồng cho hamster. Đây là một combo nuôi hamster rất là căn bản. Để đầy đủ hơn thì các bạn có thể để dành thêm vài chục nghìn để mua cho các bé một cái wheel chạy và các tấm đổ là ok rồi nha. Bây giờ chúng ta cùng điểm lại tổng thiệt hại cho combo này.